chào mừng các bạn đã đến với kênh thế Đô trên video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng oks OK. chúng ta sẽ có một uh, chương trình irof coinid uh, với một dự án khá chất lượng đó là dự án snap uh, dự án snap này thì đã uh, hiện tại thì sẽ có 300 trăm suất coinid dành cho anh em và giới thiệu sơ qua về dự án này thì trước tiên dự án này đã có tốc cần và dự án là một dự án chạy trên hệ solana nít ở trên rất nhiều sàn giao dịch uh, và đặc biệt là đối với dự án lần này thì đã được uh, chính ngài tasu tức là founder của phía OKS chia sẻ về cái uh, chương trình YNIT này uh, Và cũng thực sự với anh em là cũng không nhiều các cái YNIT mà được ta uh, 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 Ngài um, Tatsu chia sẻ Vì vậy là anh em có thể là thấy được một cái điều đó này Đây là một dán khá chất lượng uh, Và cái YNIT này khá ngon Còn thực sự như thế nào thì chúng ta cũng không biết được Nhưng mà có su chia sẻ thì mình nghĩ là cũng khá ổn và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình iDrop như sau Trước tiên là các bạn sẽ kết nối, các bạn sử dụng cho mình một cái ví OKS Coolnit Nhớ đây là các bạn sử dụng ví OKS Coolnit thì các bạn mới có cơ hội đoạt được YNIT Nếu các bạn sử dụng các ví như MetaMask hay là các ví khác thì sẽ không được chấp nhận Thực ra thì anh em vẫn có thể kết nối được Nhưng mà mình chỉ sợ là anh em sẽ không có nít bởi vì là bao giờ cũng vậy Sử dụng ví của chị OKS thì sẽ được ưu tiên Và đây thì anh em sẽ thấy một cái vấn đề đó là gì ạ? Uh, ở đây thì uh, nếu như mà các bạn muốn tham gia thì các bạn cần phải có ít nắm giữ ít nhất 5 xôn trong sự kiện thì anh em chuẩn bị sẵn 5 xôn cho mình nhé và chúng ta sẽ tham gia các bước tham gia sự kiện như sau trước tiên là chúng ta sẽ tiến hành làm các cái nhiệm vụ ở đây chúng ta sẽ theo dõi trước tiên các bạn ký chân ví đã ký chân ví này kết nối này rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp quyền ủy quyền ứng dụng cấp quyền là uh, liên kết với x tài khoản ích chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ làm bước đầu tiên bước theo dõi các cái tài khoản mạng xã hội trước tiên là của dự án uh, Snap và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Cũng như là chúng ta cũng sẽ theo dõi uh, trang Twitter của Augustus OKS, West3 OKS và vào xác minh. Theo dõi kênh uh, Twitter của OKS Channel sau đó các bạn ấn vào phần xác minh và đăng lại uh, tweet ở trên OKS Quest3. Và sau đó thì các bạn sẽ ấn vào xác minh. Để hoàn thành xong tất cả các bước này thì anh em sẽ ấn vào nút đăng ký ở đây để chúng ta xác nhận và đăng ký nha và các bạn sẽ chờ kết quả. Nếu như anh em là những người may mắn thì các bạn sẽ có whitelist và min token. Ok vừa rồi thì admin đã chia sẻ với anh em về whitelist với dự án Snap trên nền tảng OKSQ3. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.